UAV Leleka trong tiếng Ukraine có nghĩa là con cò, có khả năng bay phía sau phòng tuyến của đối phương để phát hiện nơi tập kết trang thiết bị, bộ binh, cung cấp thông tin cần thiết cho việc điều chỉnh hỏa lực pháo binh. Valentin, một binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị vận hành Leleka cho biết, sự thành công của một hoạt động nhất định có thể phụ thuộc vào công việc và mức độ hiệu quả của các đơn vị UAV. Đôi khi chúng tôi phải làm việc với pháo binh để điều chỉnh hỏa lực. Để làm được điều đó, chúng tôi phải định hướng trên bản đồ, vì hầu như không có hệ thống điều hướng trong khu vực. Đơn vị của Valentin hoạt động ở khu vực lân cận Bakhmut, nơi Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công chống lại các lực lượng phòng thủ của Nga. Nadia, một binh sĩ khác cho biết, không có hệ thống giám sát trên cao thì rất khó thực hiện nhiệm vụ. Bất cứ đơn vị nào cũng sử dụng máy bay không người lái để quan sát những gì diễn ra ở phía trước hoặc xác định có phương tiện hay thiết bị của đối phương hay không. Những UAV này sẽ giúp đảm bảo sự an toàn cho các đơn vị. Nếu không có chúng, bạn có thể mù đường và dễ rơi vào bẫy của đối phương.